Rồi bây giờ mình tiếp tục cái phần thêm sản phẩm ha. Hôm bữa trước là mình đã lên được giao diện nè, đã tạo được CK editor đúng không, và CK feeder làm vào rồi đúng luôn đúng không. Rồi bây giờ mình tiếp tục qua cái khâu là xử lý lưu trữ ha. Để xử lý lưu trữ các bạn tạo thêm một cái model này nha. Đó là cái mà sản phẩm table ha .bb. Thì cái model này dùng để khai báo ha. Dùng để khai báo và xét dữ liệu cho các cái thuộc tính ở trong cái table sản phẩm này ra. Mục đích có vậy thôi. Thì cái phần này chỉ được nằm trong cái vấn đề là thêm và cập vậy, cập nhật. Còn chỉ lấy bình thường thì bạn dùng cái mô đồ sản phẩm bình thường thì ra. Rồi ở đây các bạn sẽ tạo ra một class này, các bạn xem thử ở trong table sản phẩm có những cái field nào thì mình xét thuộc tính các field đó vào. Giờ đây là các field ở trong cái table sản phẩm đúng không? Rồi bây giờ mình tạo ra một cái phương thức là update function ha, set data dấu ạ. Data, set data nghĩa là mình sẽ thực hiện là set dữ liệu cho các cái field này. Hiểu không? Tức là khi người ta nhập dữ liệu ấy, thì người ta nhập rất nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, thì mình sẽ vào đó mình set lại dữ vậy. Dữ liệu để đảm bảo dữ liệu mình lưu xuống cơ sở dữ liệu là được an toàn. Được chưa? Rồi, để xét dữ liệu thì các bạn thực hiện như sau. Rồi sau đó mình kiểm tra, nếu như ở data mà gửi cái mã sản phẩm vào á, thì mình sẽ gắn cái mã sản phẩm bằng cái giá trị để truyền vào. Thì nhớ là mã sản phẩm này là bên ngoài này nha, hiểu không? Này nha. Thì mình bằng nè, ha, gì vậy? Gì set đa dấu hạn data mã sẵn vậy, sản phẩm có nghĩa là có gửi mã sẵn vậy, sản phẩm vào đúng không? Thì mình sẽ lấy mã sẵn vậy. Lấy mã sản phẩm, còn ngược lại là gắn số vậy, số 0, hiểu không? Tức là mình xét giá trị vậy đó. Tương tự những cái này cũng vậy. Rồi ví dụ tên sản phẩm không gắn, không đưa vào, tôi để bằng vậy, bằng rỗng, mã loại bằng 0, nội dung 8 dấu bằng 8 tắc, nội dung chi tiết, đơn giá, hình ảnh, sản phẩm mới, số lần xem,
ngày tạo bằng ngày hiện vậy, hiện hành, hiểu không? Rồi. Nếu có gỡ ngày thì lấy ngày, số lần xem, sản phẩm mới, hình, đơn giá, mô tả chi tiết, mô tả tam tác, mã loại, tên sản phẩm, tên sản phẩm. Bây giờ rồi, bây giờ get data là lấy gì các bạn? Lấy dữ liệu ra để dùng để cập nhật hay là lưu vậy, thêm mở vào get data. Thì lúc này mình sẽ tạo nó một cái data gì các bạn? Data cái này có nghĩa là lấy dữ liệu ra đó, hiểu không? Rồi sau đó mình read cho bạn, read tên cái data nữa không, hiểu không? Này là mình trả được về cái mảng dữ liệu đúng không? Rồi tiếp theo là mình xây dựng thêm cái phương thức nữa là Merge Function Get Data, nghĩa là gì các bạn? Nghĩ là mình kiểm tra dữ vậy dữ liệu đầu tiên tôi tạo ra một cái mảng hay gì. Rồi đúng giờ. Rồi bây giờ nếu nè, nếu giết trỏ thứ mã sẵn vậy, tên sản phẩm đi mà bằng gì các bạn? Bằng rỗng, nghĩa là không có nhập mã sản phẩm, không đưa mã sản phẩm vào đúng không? Thì vì bạn thấy này, không đưa mã sản phẩm vào á thì mình set mã sản phẩm bằng gì? Bằng rỗng đây này, thấy không? Thấy chưa? Thì nếu mã sản phẩm mà bằng rỗng, xin lỗi, tên sản phẩm bằng rỗng thì mình tạo ra một cái gì? Cái data với tên sẵn vậy, sản phẩm bằng chuỗi thông báo lỗi. Ở đây mình thông báo lỗi là dấu vậy, dấu ngôi sao thôi, thấy chưa? Rồi tương tự bạn cần báo lão kiểm tra dữ liệu bao nhiêu field thì bạn kiểm tra bấy nhiêu lần. Rồi, ví dụ đây mình kiểm tra thứ nhất là tên URL là, thứ hai là đơn vị, đơn giá. À, ví dụ về đây ha, ví dụ như nếu đơn giá mà bằng
Nếu đơn giá mà bằng dấu ấn. Bằng rỗng hoặc là vậy. Nốt y dấu ấn. Hoặc nó không phải là một con dây. Hoặc nó không phải là một con gì. Con số thì gắn lỗ vào đúng không? Này. Cuối cùng là bằng gì vậy? Return cái data error. Này. Đó là mình có được những cái cần thiết cho khi trước khi mình sẽ quyết định lưu trữ cái nội dung nó xuống cơ sở dữ vậy. Cơ sở dữ liệu. Hiểu không? Set dữ liệu là để set dữ liệu người ta nhập vào như thế nào, get là để lấy dữ liệu ra để thêm xuống cái sở dữ liệu, hay là cập vậy, cập nhật. Và trước khi get là phải vậy, phải set để coi thử nó có bị lỗi không, hiểu không? Rồi các bạn thực hiện cái thao tác. Ở phương thức nữa là set vậy hình ảnh. Nếu như cái bà cái form mình có upload hình ảnh đúng không, thì các bạn đi xây dựng để chết thêm vào. Thứ nhất là mình xây dựng là một cái mảng làm nhà, ví dụ mình cho upload hai cái hình ảnh này thôi đúng không, thì mình nếu nè, nếu array giữa bạn array search nè, mình đi lấy cái thay của hình ảnh tìm trong giữa bạn trong cái thay này đúng không, mà bằng bằng gì, bằng phone, có nghĩa là người ta upload một cái file đó không phải là cái file mình vậy. Mình muốn upload ví dụ như là file test hay là file đó đúng không, hoặc là file gip, nói chung file đó mình yêu cầu là hai kiểu file nào được upload đấy thôi nha. Thì mình return vậy, return phone ha. Rồi, còn ngược lại nếu nếu mà hình có gì các bạn cái sai đúng không, lớn hơn bằng thì mình return.
Hiểu chưa? Rồi các bạn bổ sung thuốc đó vào đi ha. Rồi bây giờ quay về lại control tác phẩm ha. Các bạn trên này các bạn sẽ require luôn cái sản phẩm thế gì các bạn sẽ bộ vào được không? Rồi ở đây mình kiểm tra nếu như bạn đi set mode đúng không, tức là nếu nhấn nút vậy, nếu như người ta nhấn nút là nếu ta nhấn nút thêm đúng không, à, yeah, thì mình lần lượt lấy dữ vậy dữ liệu về, à, yeah. Giờ ở đây mình khởi tạo ra một cái mảng data trước đi ha. Data là bằng ở dưới bằng array. Cái mảng này dùng để chứa cái dữ liệu người ta họ nhấn nút submit về, hiểu không? Các bạn nhìn thấy cái video đây mình echo cái data sản phẩm ra không? Tức là trong trường hợp là người ta quay về server được quay về lại phía cái layer client thì giá trị vẫn còn giữ lại. Hiểu không? Nhưng mà trong trường hợp lần đầu tiên mà mình gọi cái form mà xuống á thì mình bắt nó echo cái data này, thì nếu như trong hôm qua mình không chặn lỗi thì cái này nó sẽ bung lỗi ra, hiểu không? Này ở đây thì đã chặn lỗi rồi cho nên bạn không thấy nó bung lỗi ra, chứ thực tế là nó sẽ bung lỗi ra nè. Bây giờ cái này không có, hiểu không? Cho nên mình phải khởi vậy, khởi tạo này ra. Nhà có thể copy cái này cho tiện nữa ha. Bạn sẽ khởi tạo ra một cái mảng đa dạng data đúng không? Giá trị ban đầu bằng gì các bạn? Có gì chưa? Chưa đúng không? Giá trị ban đầu chưa có gì cả. Yeah. Rồi bây giờ khi nhấn nút submit thì buộc mình phải lấy giá gì các bạn? Hay giá trị người ta nhập gắn vào đây đúng không? Nên thì mình copy cái này xuống. Hoặc là bạn thử copy cái này cho nó gọn bớt này đi. Cái này chỉ là xếp nó gọn lại thôi ha. Được chưa? Rồi bây giờ mình copy cái này xuống. Rồi khi nhấn nút submit đúng không? Thì mình lần lượt lấy giá trị về. Cái này không có nhập nè, nên giữ nguyên. Giá trị về. Giá trị lấy về. Giá trị lấy về. Tên sản phẩm nè, tên URL nè, mã gì các bạn, mã loại, mô tả tâm tắc nè, mô tả chi vậy,
chi tiết nè, đơn giá nè, hình tạm thời mình chưa lấy, bởi vì hình là cái đối tượng riêng lấy riêng. À, sản phẩm mới nè, số lần dạy, số lần xem nè, ngày tạo nè, hiểu chưa? Nhưng mà cái sản phẩm mới là nó là của chatbot, nhìn nếu người ta không có chat nó không bị server đâu. Cho mình kiểm tra nếu vậy, nếu có tồn tại thì mới gì thì mới lấy nó về, mới bot lấy về, còn không thì thôi. Mới bot lấy về, còn không thì gắn số mấy các bạn? Số 0 đúng không? Này. Được chưa? Này đó là cái cách lấy dữ liệu về. Bây giờ các bạn xem thứ ha. Ở dưới này mình phải add dấu ăn. Add sai cái gì đây? Cái data từ cái data này qua đúng không? Phải không? Đưa data này qua đúng không? Thì từ cái data này mình mới echo dữ liệu ra đây. Đúng không? Đúng chưa? Này giờ chạy thử ha. Chưa sửa nè. Rồi các bạn thấy quay về lại phía lên, các bạn thấy nó giữ giá trị lại đúng không? Mà trong này có cái này, cái tên này chưa giữ nè. Rồi, những cái này chưa giữ thì mình sẽ kiểm tra lại ha. Data, tên sản phẩm, tên sản phẩm có mà. Anh data gì nè, có luôn. Refresh cái form này đi nha. Bây giờ thấy giữ giá trị chưa? Em nãy mình đổi, mình chưa đặt cái tên cho đút thêm á, là mình sửa, là mình vô refresh ha, đúng không? Này chưa giữ đúng không? Số lần xem chưa giữ. Rồi, số lần xem, số lần xem, số lần xem đây, số lần xem. Số lần xem mình chưa echo giá trị ra đúng không? Số lần xem. Hồi nãy đơn giá của mình là cái này chưa đổi tên nữa các bạn. Đơn giá. Đúng chưa? Đây nha. Đó là cách giữ giá trị nha. Thế là sau này nếu người ta nhập dữ liệu vào mà không hợp lệ thì sẽ quay qua này, thì cái nào không hợp lệ thì hiển thị lỗi chỗ đó, còn cái nào hợp lệ thì dữ liệu vẫn còn giữ vậy như nguyên, hiểu không? Để đỡ tốn thời gian người ta phải nhập lại, được chưa? Rồi, trước khi thực hiện lấy dữ liệu thì mình chỉ thực hiện là gì các bạn? Xử lý hình ha. Thì
thì mình tạo ra một cái biến hình bằng ngay các bạn, file của cái hình đúng không, phải không? Dạ, bây giờ mình thử vadum ha, vadum cái hình. Bây giờ để coi thử hình nó trả về cái gì. Rồi hình trả về cho mình là cái hình này, thay các bạn thấy là image không? Dạ, yeah. Nãy mình thiếu này ha. Rồi, đây là kích cỡ của vậy, của file đúng không ạ? Dạ, vân vân. Mình bổ sung thêm chỗ này vào ha. Này chết hình đúng không? Không ra. Rồi sau đó mình kiểm tra hình đúng không bạn, đây à, kết quả lúc này bằng khai báo nữa mà sản phẩm table đúng không bạn, bằng new với m sản phẩm thế vậy table đúng không. Rồi anh em mình để là kết quả ha bằng m sản phẩm table trỏ tới chết vậy bạn, chết hình và mình gửi biến vậy, biến hình vào đúng không, phải không? Rồi bây giờ nếu nè, bây giờ nếu như á mà nó trả về rỗng nghĩa là hình không bị dở bạn, không bị lỗi đúng không, còn trả về khác rỗng là hình bị vậy, hình bị lỗi đúng không, phải không? Này tức là nếu vậy không lỗi đúng không bạn, này ra nhờ nếu hình không lỗi, giả sử ở đây mình echo ha, ok à, còn ngược lại đúng không, ngược lại giả sử mình sẽ echo là kết quả kiểm dấu bạn, kiểm tra được không này. Để trả về ok đúng không. Rồi bây giờ mình gọi cái chọn một cái tên khác đi, đây file không hợp vậy, hợp lệ đúng không? Rồi thì ở đây các bạn sẽ khi mà nó bị lỗi cho bằng assign nó vào đây với cái biến là hay gì các bạn, đây là kết quả kiểm tra vậy, kiểm tra hình đúng không? Bây giờ còn ngược lại là hình không lỗi thì mình thực hiện up gì các bạn, upload file đúng không. Rồi trước khi upload file, upload vào đây đúng không bạn, à, nhưng mà trước khi upload thì mình tạo chính vào đó thì mình upload vào một cái thư mục tạm, à, giờ bây giờ trong này nó nhiều hình mình kiểm tra mất công thôi hiểu không, à, tạm ở đây thì mình thực hiện là dấu bằng mua upload file, file lúc này mà khi upload lên nó nằm ở trong cái trên server và cái thuộc tính này sẽ chỉ định cho biết được cái hình nó nằm ở đâu, hiểu chưa? Sau đó di chuyển nó vào cái đồ chat của mình,
là chấm xiết booklet xiết dấu hàng 8 đúng không? Và nếu các bạn muốn đổi lại tên hình dạ, thì ở đây nó là tên vậy, tên hình bằng dưới hàm tham chấm hình dấu hàng nêm, tôi bổ sung thêm phía sau là cái thời gian để cho nó không bị trùng thôi, giống như hết, hiểu không? Bây giờ rồi bây giờ up thử ha. Rồi, các bạn thấy hình ở đây đúng không? Bây giờ nó là cách up vậy. Up hình lên server bây giờ. Giờ bây giờ bạn hãy thực hiện cái khâu trước đi ha, thực hiện up hình trước đi. Đây đó là cái upload file ha. Thì vấn đề là xử lý hình. Nhưng mà đầu tiên là mình sẽ lấy gì ra các bạn? Lấy dữ liệu nè. Có dữ liệu. Rồi sau đó kiểm tra nếu dữ liệu hợp lệ thì bắt đầu mới xử lý vậy. Xử lý hình. Hình hợp lệ thì bắt đầu mới insert trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu. Đúng không? Này. Thì cái phần này tạm thời mình chặn lại đi ha. Mình xử lý từng bước nha. Bước xử lý hình xong rồi đúng không? À, bây giờ xử lý dữ liệu nè. Thì lúc này mình sẽ để là M sản phẩm table trỏ tới set dấu ạ. Set data của cái data vậy. Data này đúng không? Phải không? Rồi. Sau đó mình nói vậy. Tạo ra một cái data dấu ạ. Error bằng nếu để xin lỗi bằng M sản phẩm table trỏ thứ hai. Set data. Thì cái hàm check data này các bạn thấy á, nếu như nó ban đầu nó trả nó nuôi đúng không, thì nếu như trong quá trình nó xử lý đây mà có lỗi thì nó sẽ chứa lỗi, và nếu như không có lỗi thì nó return array null này về. Giờ hay nói cách khác, cái data này null là có lỗi không, có các bạn à, không lỗi đúng không? Giờ không lỗi à, nghĩa là nếu vậy, nếu empty cái data vậy. Đó, nghĩa là dữ liệu hợp với bạn, hợp lệ đúng chưa, là dữ liệu hợp lệ này. Còn ngược lại thì sao các bạn, là dữ liệu nhập vào không hợp lệ đúng không? Không hợp lệ thì lúc này mình sẽ add vậy. Này, lúc này mình bắt assign cái data error. Đưa nó vào. Bây giờ thì bạn thấy ở bên này mình để là value data error ở đây. Thấy không? Enter này chưa? Đấy. Này, con ngược là mình ok ha, mình nói là hợp với bạn, hợp lệ. Này, tạm thời exit. Giờ bây giờ mình rename khúc này ha. Đây là khúc nhấn nút submit nè. Này ra lấy dữ liệu nè, set dữ liệu nè, kiểm tra dữ liệu nè, nếu dữ liệu không lỗi nè, còn ngược là lỗi nè đúng không? Này
Nè các bạn thấy xe xuất hiện máy vuông sao nữa không? Thấy không? Rồi giờ nhập vào. Hết. Nhập vào, hết. Nhập vào. Số. Hết. Đúng chưa? Này. Nhờ đó là cái khâu xử lý là hợp lệ không? Bây giờ hợp lệ thì bắt đầu mới tính cái chuyện hình vậy. Hình ảnh đưa hình ảnh vào thôi. Hiểu không? Rồi các bạn riêng cái khúc xử lý hình ảnh lại. Này nha, bắt đầu xử lý dữ vậy. Dữ liệu đây là xét dữ liệu vào. Mình chết chết coi thứ dữ liệu xét vào có bị lỗi không? Hiểu không? Thứ ở đây đúng không? Rồi, bắt đầu chuyển cái xử lý gì vậy? Đây, chuyển xử lý hình vào. Rồi nếu dữ liệu mà hợp lệ nè. Thì cũng được, cách nào cũng được nha. Thế nếu không 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 lỗi á. Ra hình. À bây giờ mình cố tình thêm một file, xin lỗi cái này mình copy luôn ha, view luôn đi. Nếu gì xếp cái gì các bạn, error, tức là nếu có lỗi đúng không? Thì gì? Error đúng không? Chờ nó 4 đi. Đúng chưa? Này. Rồi đến đây upload thì mình sẽ thực hiện là đa dễ bạn data ha sẽ bằng với m sản phẩm table trỏ tay các bạn get data để lấy dữ vậy dữ liệu ra đúng không? Từ khi lấy dữ liệu ra thì lúc này dữ liệu nó hợp lệ đúng không? Này đồng thời mình sẽ tiếp tục set lại cho cái view dữ bạn view hình bằng với ai tình hình. Thì lúc này cái tình hình ban đầu nó rỗng à. Hiểu không? Thấy không? Này nha. Rồi bây giờ mới thực hiện là kết quả vậy. Lưu bằng với M. M. Lưu. Lưu thì mình gọi cái model sản phẩm và có phương thức lưu đúng không? Phương thức lưu chưa có gì hết.
Rồi tạo ra chủ S của dễ bằng bằng cái gì? Insert đúng không? Insert in gì? Into vào bảng sản phẩm value. Bảng sản phẩm đây. Nhưng mà không ghi insert cái gì? Mã đúng không? Insert into bảng sản phẩm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10 rồi. Sau đó đi chỗ này các bạn. SQL VA return dịch cho ý vậy SQL đúng không, lần được đưa các view vào và khi mình thêm vào là mình phải gửi cái đây vậy data vào đúng không. Đó nha, tìm cái này thay bằng cái ra gì data đúng chưa, hiểu không? Nè bây giờ mình tạo ra một kết quả vậy, lưu sẽ bằng với m m sản phẩm sẽ bằng với ai các bạn, new m sẵn vậy sản phẩm đúng không, rồi kết quả vậy lưu sẽ bằng với ai, m sản phẩm trỏ với ai các bạn, thêm sản phẩm và gửi data là vô đúng không, phải không? Này nếu mà kết quả lưu nào mà có tức là kết quả lưu thành gì, thành công đúng không? Kết quả lưu thành công thì mình sẽ dùng là re cái gì header location 2 chấm bat chấm xiệt quản trị xiệt gì nhỉ, sản phẩm chấm html đúng không các bạn, đúng không? Còn ngược lại là lưu không thành công, lưu không thành công thì mình sẽ set cho nó cái e vậy, là chữ gì các bạn, lưu không thành vậy thành công, hiểu không? Này
Cái này mình các bạn dùng vào clip bằng sử ra cái tên là dùng cho người ta này, chứ người ta không chịu gõ đâu. Tôi nghĩ là người ta gõ bên này là tên có dấu không dấu, nói chung là tên dấu phẩm. Sau khi gõ xong enter một cái là bạn phải lấy tên này bạn rã dấu ra, bỏ dấu ra, hiểu không? Rồi cái dấu phẳng trắng này thay bằng dấu gạch dậy, gạch ngang. Hay nói khác là tên như thế này thì phải tự động ra như thế này cho người ta. Rồi sau đó ta cảm thấy tên này là không phù hợp thì ta đính chính này chút xíu thôi. Chứ bắt người ta gõ luôn người ta không chịu đâu. Bây giờ mình chọn tập tin đúng không, hình rồi, cái này mình chèn ngay chèn hình vào đúng không, nha. Này các bạn thấy trong thực tế người ta làm thì nó có thứ có 2-3 character là một view là thông suốt kỹ thuật nè, một view là mô tả nè, thấy không? Nhiều lắm nha. Rồi thêm, rồi thêm thành công thì sớt đúng không, phải không? Rồi bây giờ xem thử đây, các bạn thấy open insert lên đây đúng không? Này đây là cái insert vô đây, hình trong phẩm chi tiết thêm hề đúng rồi, đây không hiểu không? Này sau khi xong rồi á thì mình sửa cái này thành cái chữ dấu ấn, thành sẵn gì sản phẩm, hiểu không? Này đó là cái cách lưu trữ và upload file ha.